Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry. The Jenga Resort and Casino. Health and Beauty Network giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura 714-467-9071. Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Anh Tuấn, Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong một ngày thứ tư. Và hôm nay trời quá đẹp. Xin gửi chào anh Tuấn hôm nay. Kính chào anh Hoàng Trọng Thủy, kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị một lần nữa đang đến với một sự nhiệt huyết và energy của anh Hoàng Trọng Thủy sáng nay. Dạ vâng, ngày hôm nay đẹp nhưng mà khá nóng. Thứ tư là nóng nhất trong các tuần. 86 độ thưa quý vị. Nhiệt độ ban ngày cao nhất vào ngày hôm nay sẽ là 86 độ và 55 độ vào ban đêm. Nắng nguyên một ngày. Ngay từ bây giờ quý vị đã thấy nắng quá đẹp. Lên và nắng sẽ hạ xuống. Có nghĩa không còn nắng vào lúc 7 giờ tối nhớ nay. Nhớ phơi nắng quý vị nha, trước 10 giờ nha. Ngay bây giờ thì một số quý vị khán thính giả đã thấy hiện tượng nứt nẻ môi rồi. Tại vì độ ẩm vào ban ngày chỉ có 41%. Lại một người đang cần thoa môi nữa. Hình như phải hai người. Và nhiệt độ và cũng giống như độ ẩm vào ban đêm là 67%. Tuy nhiên vào ngày mai, các nhà dự báo cho biết là thời tiết sẽ mát hơn một chút xíu. Nhiệt độ ngày mai 81 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày và 54 độ là cao nhất vào ban đêm. Anh Tuấn nhớ nhắc cái chỉ số UV đó. Hôm nay chỉ số UV lên tới 7 lần anh Tuấn. Wow. Bây giờ coi như là... Là cái chỉ số có thể nói rằng là vô cùng nguy hại đến da. Và nếu như mà phơi nắng không đúng cách là... Vì thế đó tôi mới nói là trước 10 giờ, đừng để sau 10 giờ phơi nắng, chỉ số UV lên cao lắm. Trước 10 giờ. Mình thí dụ như là mình mà để cho an toàn đó, mình bôi cái sunscreen đó, trước khi mà phơi nắng trước 10 giờ được không? Bôi sunscreen thì uổng lắm bởi vì mình đang cần vitamin D để vào con người của mình. Mình bôi cái sunscreen lên đôi khi không có nhận được thẩm thấu đủ vào trong da. Che hết. 100%. Tại vì bao nhiêu UV hay là bao nhiêu tia nắng vào nó phản chiếu lên hết. Cho nên cũng được. Và nếu như mà quý vị nào mà muốn phơi nắng thì hãy bắt chước anh Hoàng Trọng Thủy với chúng tôi. Đó là phơi nắng vào khoảng là sau 9 giờ trước 10 giờ. 9 giờ là tuyệt vời. Tại vì giờ đó là đã xong phần tin tức rồi. Và thưa quý vị, các ngày sắp tới một tuần nay thì thưa quý vị nhiệt độ sẽ có thể biến động một chút đỉnh, mặc dù là sẽ không có mưa, tuy nhiên thì thời tiết vẫn trên lệch vào khoảng 79 cho tới 80 độ và các nhà dự báo cho biết là trong vòng 10 ngày sắp tới, thậm chí là 15 ngày sắp tới, quý vị sẽ thấy ngay một cái mùa hè, tại vì là nắng chang chang cho tới cả nửa tháng thưa quý vị, tới ngày 30 tây tháng 3, cuối tháng 3 luôn. Và đó là những nhiệt độ thời tiết trong ngày hôm nay. Thưa quý khán thính giả, tình hình tài chính tại Hoa Kỳ diễn biến như thế nào trong ngày hôm nay? Và lẽ đương nhiên chúng tôi không thể mà không nói đến kết quả bầu cử tối ngày hôm qua được. Thế nhưng trước hết thì có con số liên quan đến dầu hỏa, IEA là... tổ chức dầu hỏa thế giới, họ cho biết là trữ lượng đó, nó có không có nhiều như trước nữa. Điều này cho thấy rằng là việc tiêu thụ cũng khá mạnh. Và manufacture, tức là các xưởng máy hoạt động của Hoa Kỳ lại có mức tăng khá tốt. Chính vì thế mà giá dầu hôm nay đã tăng trở lại. Dầu tăng thì cũng đã giúp Dow Jones hôm qua cũng xuống chút đỉnh. Hôm qua thì lên một vài điểm thôi, Nasdaq thì xuống khoảng 20 điểm. Bây giờ thì cũng đang ở mức nghĩa là dòm chừng. Bởi vì các giới đầu tư bây giờ họ cũng chưa biết được sẽ mua bán. Họ đang chờ để chờ thêm các số liệu cần thiết về
việc làm, lao động, sản xuất của Hoa Kỳ, kinh tế, chờ thêm các số liệu từ Trung Quốc, từ châu Âu. Chính vì thế mà quý vị thấy các chỉ số lên xuống rất là ít ngày hôm nay. S&P lên được có 1 điểm thôi. Dow Jones ngày hôm qua lên có vài điểm, hôm nay thì lên 12 điểm. Nhưng mà có còn hơn không? Vàng sau khi tụt giảm gần 50 đô la trong từ thứ hai đến thứ ba, hôm nay thứ tư lại lên được 80 sen, 1.231 đồng 80 sen. Dầu lên được 1 đồng 33 sen, 37 đồng 67 sen. Nasdaq hôm qua xuống 20 điểm, hôm nay thì gỡ lại được 10 điểm thưa quý vị. Còn 4.739, thị trường ở châu Mỹ Latin cũng vực lại một phần, mặc dầu vẫn còn có vài chỉ số màu đỏ. Châu Á cũng đa số là màu xanh, còn thị trường châu Âu cũng đa số là màu xanh. Nhưng mà có thể nói rằng các chỉ số này lên xuống rất là ít, họ đang chờ thêm các dữ kiện. Và điều này cho thấy rằng đây trong khoảng thời gian này, giới đầu tư cũng quan ngại cho diễn biến sắp tới đây. Nhất là việc mà bầu cử tại Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Bây giờ thì chắc phải vào thẳng cái chuyện bầu cử luôn, bởi vì đây là một trong những cái biến động quan trọng nhất. Ngày hôm qua, nếu quý vị theo dõi Little Sài Gòn TV buổi sáng, anh em chúng tôi có đề cập đến các cuộc thăm dò. Và thăm dò lần này thì rất là chính xác so với những thăm dò trước đây. Thăm dò lúc trước ở tại tiểu bang Michigan thì ai cũng nói là bà Clinton sẽ thắng. Nhưng mà kết quả cho thấy rằng bà Clinton lại thua ông Bernie Sanders. Lần này thì thăm dò ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị thì thấy rằng ông Trump và bà Clinton sẽ thắng lớn. Đó là các cuộc thăm dò và 50-mấy% so với 40-mấy% của ông Bernie Sanders. Và quả nhiên như thế thì quý vị, đây là cái tổng kết cuối cùng. Mặc dù bây giờ đó tiểu bang Missouri vẫn còn một số phiếu, vì lý do nào đó họ có thể là bấm sai hay là bỏ phiếu lộn, cho nên họ vẫn còn kiểm tra số phiếu đó. Nhưng mà chúng ta cũng có được cái kết quả hầu như có thể chính xác là bà Clinton thắng luôn Missouri. Và như vậy bà thắng 5 tiểu bang luôn anh Tuấn. Không thể tưởng được. Thắng quá lớn luôn. Và như vậy đó, với nhiều người e ngại trước đây đó, những người mà còn nghi ngờ về khả năng thắng của bà đó, thì hôm qua như chúng tôi đã nói đó, coi như là bà khóa được rồi, khóa được cái tủ đại biểu của mình và cử tri đoàn của mình rồi. Và vì thế, ông Bernie Sanders từ bây giờ sắp tới đây, impossible, có thể nói dùng cái chữ như thế đó, rất là khó để có thể lấy được số đại biểu và cử tri đoàn để thắng được bà Clinton. Và điều đó cũng chứng minh một điều là về tư tưởng xã hội chủ nghĩa của ông Bernie Sanders đã hoàn toàn thất bại. Chúng ta sẽ đề cập đến cái vấn đề tại sao cái tư tưởng đó nó thất bại như thế nào và cử tri họ nhắm vào cái thành phần nào để mà họ bỏ phiếu. Để lướt qua cái kết quả full result của kết quả bầu cử North Carolina, thưa quý vị, bà Clinton chiếm 55%, ông Trump thắng 40%. Ohio, bà Clinton 57%, John Kasich 47%. Riêng với tiểu bang Ohio, ông John Kasich là thống đốc, thì đó cũng là một cái điểm rất là tốt cho ông Kasich. Nghĩa là được ném một cái chiếc phao. Như trước đây mà ông Ted Cruz được ném một cái chiếc phao ở tiểu bang Texas của ông vậy. Bởi vì tiểu bang của mình mà mình không thắng nổi, thì mình còn tiếp tục làm gì nữa? Chúng tôi sẽ trở lại gửi đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý liên quan đến kết quả bầu cử tối ngày hôm qua quý vị nhé.